Giải đấu võ thuật tự do MMA Lion Championship 09 trở lại thành phố Hồ Chí Minh tối 9 tháng 9 với trận đấu tâm điểm giữa hai cái tên đang nằm trong top 10 hạng 56kg nam, Nguyễn Thành Đô và Lê Huy Hoàng. Mở màn trận đấu, cả Huy Hoàng và Thành Đô đều lựa chọn lối đánh thăm dò đối phương. Sau các cú đá thấp của đối thủ, Thành Đô liên tiếp có những tình huống đấm tay sau chính xác, sơ hở trước lối di chuyển của đối phương. Huy Hoàng bất ngờ dính một cú đấm rất nặng khiến anh ngã xuống sàn đài. Dù vậy, tay đấm 20 tuổi không bỏ cuộc, anh đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Từ một pha dồn đòn, Thành Đô đưa Huy Hoàng xuống sàn, giành lợi thế đè được đối thủ. Nhưng sau đó, khi đối thủ để sơ hở, Lê Huy Hoàng từ từ thiết lập thế khóa tam giác và ngay lập tức triển khai đòn bẻ tay kết thúc trận đấu. Chiến thắng quan trọng tại MMA Lion Championship 09 của Lê Huy Hoàng khép lại đêm thi đấu, đưa võ sĩ từ câu lạc bộ PFC Phú Quốc áp sát nhóm dẫn đầu hạng cân 56kg nam, nơi đang được ngự trị bởi nhà đương kim vô địch Phạm Văn Nam. Ở một trận đấu quan trọng khác, hai nữ võ sĩ Hồ Thị Ngọc Bích và Nguyễn Thị Hiền Lương đã mang tới một trận đấu rất hấp dẫn để tìm ra ứng viên tranh chức vô địch hạng 52kg nữ đang thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trúc. Các tình huống chống trả, đặc biệt ở trên mặt sàn trong những pha khóa siết của Hiền Lương nhiều lần khiến Ngọc Bích phải tìm cách xử lý. Đại diện từ Lockbox Club đã phải dùng tới cả 3 hiệp đấu để có thể giành chiến thắng chung cuộc 29-28, 30-27, 29-28 từ các trọng tài.